Ok cho anh em à, hôm nay lại gửi lên cho anh em ít cây cần nha anh em. Thì đa phần những cây này sẽ là những cây cần rút, hàng mình sẽ là hàng thanh lý nhé, dao động từ tầm khoảng 80 đến 120 ngàn một cây thôi. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Sẽ bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip shop lên đó, thì anh em gửi cho shop nhé. Rồi cảm ơn anh em. Gửi anh em cây số 1. Thì cái số 1 gửi cho anh em là một cây đai qua nha anh em, chất liệu rất là khiếp. Thì cây này thì nó sẽ còn phôi và bát Fuji FX 7 đây. Thì cây này là 3m9, cứng là DX nha anh em, 3m9 DX. Thì cây này thì nó bị mắc phen hết đây. Đó. Vậy anh em mua phen chợ anh em độ lại nhé. Đó. Đây. Cứng DX thì anh em câu phi, câu cá phi, câu lục đầu cần ngon lành này, đó chất liệu là phíp đỏ nha nè, phíp đỏ phôi ok ngon lành nhá, phôi ok ngon lành không dập bể nha nè. Rồi giá cái số 1 giá 80k, giá cực kỳ ngũ nghệ nhá, 80k một cây cần. Số 1 tiếp theo mã số 2, mã số 2 thì gửi cho anh em vẫn là một cây cần phíp. Bây giờ cây này nó để là 34m2 nha anh em, cứng 30 dài 4m2. Cây này nếu xét ra thì nó cứng ra tầm khoảng CXBX nha anh em. Chất liệu cây này vẫn là chất liệu phíp nhá, chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Phen sẽ là phen hãng, bát sẽ là bát hãng nhá, bát sẽ hãng, phen hãng. Cây này về cho anh em câu lặt vặt chơi. Đó, anh em đọt khá nãy nha anh em. Đọc ca này cứng 30 được mà, cứng 30 ra tập khoảng BXCX. Đây. Nói chung thì phôi còn rất ok đó. Đó lâu thì soạn kho ra thanh lý, anh em thấy cái nào ưng thì anh em chốt nhé. Đó. Đây này. Ok nhé. Rồi giá cây số 2 mình bán với giá 120 nha anh em, 120k cộng tiếp cây số 2 hoàn chỉnh hết. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 gửi cho anh em vẫn là một cây cần rút nè, cây cần rút. Đó. Thì cây này là một cây 3m3 nha anh em, 3m3. Cây này anh em về đánh lăn xe được luôn. Đó. Bát là bát Fuji FX7. Bát ok, phôi ok. Phen là phen Fuji anh em, phen gặp. Thì phen thì có một hai phen nó bị nứt thế này. Đây. Cái này một cái. Phen chạy thì có một phen trên nó bị nứt nhẹ nè, đó. Bu thì ok, bu Fuji luôn. Thì phen mấy phen này anh em để câu vẫn bình thường như anh em, không ảnh hưởng gì nhá. Đó. Đọt cái này nó ra tầm khoảng EX anh em, EX. Đó. Đọt nó 24 cứng ra tập phải nghe ít. Cái này anh em về câu lăn xê, câu cá phi, câu lật vật đi chơi nhé. Đó. Bây giờ có hai phen, hai ba phen bị rạn nứt thế này. Đó, nhưng mà anh em để câu bình thường nhé, phen Fuji. Chất liệu vẫn là chất liệu phíp. Đó. Ngoại hình thì hàng thanh lý nên còn có xê xác nhé. Rồi giá công khai mã số 3, giá là 100k, mã số 3 100k. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 vẫn quậy, vẫn là một cây cần phíp nhé. Cây này dài 3m6 nha anh em, dài 3m6, bát Fuji, phen Fuji. Đó. Cây này thì nãy mình nhìn vô thì phen nó hoàn chỉnh hết nha anh em, phen hoàn chỉnh hết, dài 3m6, độ cứng nó ra tầm khoảng 2x. Cây này về anh em vẫn câu lặt vặt gì chơi nha anh em, vui chơi, vôi hoàn chỉnh hết luôn. Cây này nói chung là mới. Đây, mới len can nha. Thì lâu lâu trong lô về được một hai cây thế này. Cây này nói chung là mới. Rồi, phen hoàn chỉnh, vôi hoàn chỉnh, bát hoàn chỉnh hết. Đó, cây nào lỗi thì mình sẽ cố gắng báo lỗi cho anh em nhé. Rồi giá công khai cây số 3 giá 120 nha nè, 120k cộng tiếp cây số 3. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 vẫn là một cây cần súp đây, bát Fuji FX7. Thì cây này là sẽ dài là 3m9 nha nè, cây này dài 3m9.
fan Fuji đây. Fan này đây, có một fan này bị nứt nè. Đó. Nói chung thì fan ok, chân ok, giữ ok, đề ba ok. Có một fan này nó bị gạn keo cái này. Đó. Anh em để câu bình thường nhé, không ảnh hưởng gì. À, bu là bu ok, bu xin luôn. Cái này độ cứng nó ra tầm cũng khoảng ES nha anh em, ES CS. Đó, cũng mềm thôi, cũng vừa vừa chứ không quá cứng. Chất liệu phíp, phôi là ok đẹp nha. Đó, phôi là đẹp. Đó. Để cho anh em câu lặt vặt chơi. Đó, cần 3.9 nha anh em. Đó. Phôi tổng thể ok nha anh em. Đó. Đây, ngon lành. Rồi giá công khai cây số 4, giá là 120 luôn nha anh em, 120 cộng ship cây số 4. Ồ, cây số 5 chứ, cây số 5 giá 120 luôn nha anh em, 120 cộng ship số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 gửi cho anh em vẫn là một cây cần rút nha anh em. Cây rút này là một cây rút của Daiwa nhé, một cây Daiwa đây. Bass Fuji FX7 phen cần vẫn là phen Fuji anh em, phen Fuji. Đó. Đây, phen cho này nó bị nứt cái này tí. Đó. Trên đây thì ok. Đó. Phải ok hết đây. Chỉ có phen đó bị lỗi thôi. Đó. Phôi thì vẫn là phôi phíp nha nè, phôi phíp. Độ cứng cái này khoảng ES nha, độ cứng ES. Rồi chất liệu phíp. Cái này dài 3.6 m, độ cứng DX nè. 3.6 m DX. Rồi, giá công khai cây số 6, giá 100k thôi nha anh em, là 100k cây số 6. Ngon lành nhá. Vậy anh em câu lạc hoặc vui chơi được, ngon lành. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em vẫn là một cây cần của hãng Goki gì anh em. Đây, tên nó đây. Và cái này nó là 34.5 m nha anh em. Đó. Cứng 30 dài 4.5 m. Thì cứng 30 này nó ra tầm khoảng BX này, BX AX. Đó. Cây này anh em đánh bạc bãi câu lục đầu cần cũng rất là ngon. Đó, câu lục cũng rất là ngon. Cây này thì phiên anh em về thì thay phen nha anh em, thay phen. Đây, phen zin của nó, cây này bị mắc nè. Đó. Hai phen chạy nè, buông zin nè. Đó. Cây này cứng lắm anh em. Đó. Cứng ra tầm khoảng BX AX rồi. Đó, rất là cứng. Phôi thì chuẩn chỉ hết đây. Đó. Nói chung thì mấy cái này mình bán thì mình đảm bảo phôi cho anh em. Phen thì có một số phen bị lỗi thì mình báo cho anh em, phố không thì mình đó. Đây. Ngon lành nhá. Đây. Ngon lành. Đó. Cái này về đánh bạo lực ngon lành nhá. Rồi giá cũng khai cái số 7, giá 100k luôn nha. Tiếp theo cái số 8. Cái số 8 vẫn quậy anh em. Đó, cứng 30 4m. Cứng 30 4m5. Đó. Phen đây. Đó, phen nó đây. Đó. Vậy anh em cây này vậy anh em thích làm lại anh em làm lại, anh em không thích thì anh em có để quậy câu vẫn được nha. Đó. Phen xin của nó. Thôi ok, chuẩn chỉ, không lỗi. Đó. Lấy ra rất là cứng nha, cứng và thẳng. Đó. Về cho anh em coi bạc bãi, coi lục. Chung này hàng thanh lý thì anh em nào nhìn được, ưng được hả chốt nha. Chứ... Rồi, giá công khai cây số 8, giá 120 nha anh em. Cây này được cải phen hoàn chỉnh. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 thì vẫn vậy anh em, vẫn một cây 34.5 m. Đó, phôi là phôi phíp. Thì cây này thì nó không có phiên chạy với đầu bu nha anh em, vậy anh em thay giúp mình nha. Đó. Đây. Mắc ngay cái đầu bu nha anh em, chứ nó không có hụt tí nào đâu. Đó. Đó, cứng 30, cứng và tầm khoảng BX AX, về cho anh em câu lục nha, bạc bãi. Đó. Ngon lành, đẹp nha.
Rồi, giá công khai cây số 9, giá 100 như này, 100k cộng chiếc cây số 9. Tiếp theo qua đây, bên đây cây số 10. Cây số 10 gửi cho anh em là một cây cần Olympus nha anh em, một cây Olympus. Cây này 4m5 nha anh em, 4m5. Đó. Độ cứng mấy cây này thì cũng khủng rồi, nó ra tầm khoảng BS nha anh em, BSCS. Cây nó đây anh em. Đó. Hàng này, hàng ok hết nha anh em, xứ trắng. Đó. Nói chung thì mấy cái này phen ok, phôi tổng thể nhìn còn sáng là ngon lành. Đó, về anh em câu mấy cái này thì rất là bền nha anh em. Đó. Giá thì cũng hữu nghị luôn. Đó. Chắc bằng cỡ 3 bát phở thôi. Ra cần cũng tương đối ok, tương đối cứng nha. Độ cứng cái này ra tầm khoảng CSBS. Đọt cái này 3 ly nha nè, đọt 3 ly. Đó, phen ok. Bát. Bát này bát 7, bát này bát Pussy luôn anh em. Bát Pussy nhá. Được cái mấy cái này là nó phíp dạng đột cổ rồi nên nó tương đối nặng. Rồi, giá công khai cây số cái này nó có đít dưới đây, nó cho anh em cắm vào cát nè. Đó. Rồi giá công khai cái số 10. Giá 120 nha anh em, 120 cộng ship số 10. Tiếp theo cái 11. 11 gửi cho anh em là một cây cần súp của Daiwa. Đây, súp Daiwa. Đó, cây này 4m5 nha anh em, 4m5 hàng Daiwa. Cây này thì lõm phen rồi. Đó, mắc phen. Đó. Được cái phen đề ba này thì phen đề ba này thu si. Cái 13 được chế đây rồi. Đó. Anh em về thay lại giúp mình nha. Đó. Nói chung thì cây bán phôi. Đầu cứng quăng cứng nha anh em. Đầu cứng cái này ra tầm khoảng CSBS. Phôi thì chuẩn chỉ rồi, không lỗi lầm. Đó. Chỉ có phen thôi. Đó. Phen lỗi. Phôi rất là đẹp nha anh em. Gút ra rất là thẳng. Rồi, giá công khai cái số 11 giá là 100k nha anh em. 11 giá 100k. Một cây súp. Tiếp theo 12. 12 gửi cho anh em là một cây vẫn là một cây cần súp dài 4m2 nha anh em. Súp 4m2. Bát Pussy. Góc tương đối đẹp. Đó. Bát gặp bát Pussy, phen Pussy. Dàn phen này nhức nách nha anh em, rất là đẹp phen luôn. Để mình coi coi nó có bị lỗi như thế nào. Chung thì cần mình lâu lâu cái soạn kho ra thì mình cũng không đi. Phen này đẹp nha anh em, phen này đẹp, ngon lành nha. Bu là bu Fuji luôn nha, bu xin luôn nha anh em. Đó. Rồi độ cứng. Độ cứng cái này khoảng DSCS nha anh em. Khoảng DSCS thôi. Đó, độ cứng tương đối mềm. Đây. Đẹp nha. Cái này được cái là phen ok. Phôi đẹp nha anh em, phôi đẹp. Dưới đây thì nó hơi bị trước một tí. Rồi, giá công khai cây số 12, giá 120 luôn nha anh em, 120 cộng tiếp cây số 12. Tiếp theo cây 13, cây 13 gửi cho anh em là một cây cần, cũng là một cây cần rút, cây súp. Cây này dài 3m9 nha anh em, dài 3m9, độ cứng đi ít. Bát Pussy. Chất liệu phíp. Đó, phen là phen Fuji, để mình xem phen có bị lỗi nào không. Phen thì trước mắt là thấy ok hết nha nè, phen thấy trước mắt ok hết nha. Bô ok, bô nguyên xin. Phen thì ngon lành. Cái này 3m9, độ cứng DX. Phôi tương đối ok. Đó. Ngon lành. Gút ra cũng rất là thẳng nha anh em. Báo ok luôn. Rồi, giá công khai cái số 13, giá 120 nha anh em, 120 cộng xếp cái 13. Tiếp theo 14.
Gỗm là một cây cần gốc này nó hơi bị dơ tí như này, chỉ có về lau chùi giúp mình. Bát thì bát Fuji, dài 3m9, phen thì phen lỗi rồi, lỗi phen, phen đề ba ok, phen ở dưới thì lỗi. Độ cứng cái này chắc cũng khoảng độ cứng DS nha anh em, DS EF. Chất liệu phíp luôn. Rồi, cái này bị hư rồi, cái này bị lỗi rồi, bỏ. Này, cái 14 bỏ qua nha anh em. Đó. Tiếp theo cái 15. Cái 15 gỡ cho anh em là một cây rút luôn, cây rút. Bass Fuji. Bass Fuji, phen Fuji. Để mình xem phen này có bị lỗi không. Phen hoàn chỉnh hết nha anh em, phen hoàn chỉnh hết. Độ cứng ra tầm khoảng DS. DS EF. Cũng từng đo nãy nha. Nói chung thì cần lên anh em á. Phen thì anh em có thể xí xóa giúp mình, nhưng mà phôi mà lỗi thì anh em báo mình nhận lại nhé, hoặc mình có thể tặng luôn cho anh em cây cần đó, chứ giá tầm khoảng 100-120 mà anh em chuyển hoàng về cái là xong luôn, nghỉ chơi luôn đó. Rồi phôi cái này đẹp đó, mọi thứ ok. Cây 15 giá 120 nha, cây 15 giá 120. Cuối cùng cây 16. Thì cây 16 này thì sẵn kho được một cây này, cây này một cây 3m9 đó, độ cứng nó đây, độ cứng 25, nó gần tầm khoảng DS nha nè. Thì cây này được cái là chất liệu là carbon nha, đây chất liệu carbon nha, cây 16 chất liệu carbon, và dạng này chưa sử dụng luôn, còn gốc là mới nha. 3m9 chất liệu carbon, bát hãng đây, chip carbon, phen hãng đó. Đây rất là mới nhé, độ cứng khoảng DS, độ cứng 25, cái phần hãng DS tương đối cứng, rất là đẹp. Rồi giá công khai mã số 16 giá 250 nha nè, đó có cây này giá cao thôi, mấy cây còn lại giá ok hết, cây này mới luôn nha nè, chưa qua sử dụng. Rồi 250 mã số 16. Rồi đó, tổng cộng 16 cây cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng cây nào có thể chốt, đây là shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn em.